cách đây 47 năm, cùng với quân dân cả nước, đảng bộ, quân và dân Vĩnh Thuận đã nhất tề nổi dậy đánh vào chi khu Kiên Long, giải phóng hoàn toàn huyện Vĩnh Thuận vào ngày 1 tháng 5 năm 1975. Thực hiện mệnh lệnh tấn công và nổi dậy giải phóng huyện Vĩnh Thuận trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ban chỉ huy tấn công và nổi dậy huyện Vĩnh Thuận đã chọn vườn Bộ Gia Sinh Một làm căn cứ. Đồng chí Mai Thanh Tầm, tám nhẹ, bí thư huyện ủy làm trưởng ban. Đó, cái vườn này là vườn của ông Bộ Gia. Hồi đó ở đây là cái vườn này là rộng lớn nhất mà âm u nhất. Thành ra mấy ông cách mạng ra là ở đây rồi mang đêm là đặt súng ở trên đầu vườn ở pháo kích. Thời trước là cách mạng mang đêm đó là ra đặt súng pháo kích trên cái bờ nhằn cho nó đó. Xéo xéo là Vĩnh Thuận đây là cách cũng có mấy cây số thôi. Ngày 15 tháng 4 năm 1975, huyện ủy Vĩnh Thuận tổ chức cuộc họp mở rộng khẩn cấp có sự chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Lệ, ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Hội nghị đánh giá tình hình địch ta trong huyện, phân tích những thuận lợi và khó khăn cho đợt tổng tấn công. Lúc này, quân số địch còn 400 tên bảo an, dân vệ, 6 trung đội phòng vệ dân sự, 3 đoàn bình định, đóng 7 đồn, 3 trụ sở tề xã và có 2 khẩu pháo 105 ly. Nhưng mà đâu có súng. Lúc tỉnh đều cái đại đội nghĩa vụ quân của mình đó là đi ra lấy súng đi hết. Rồi bắt ba chung ngồi chung xe máy gõ máy con thì mượn vô hết chung mấy chỗ kho súng đó thì mượn được 2 cái, một là AR-15, hai là cái súng trường bá đỏ của Liên Xô viện trợ mình đó, được 2 đồ đó mượn được hết, đem về coi như mà mình trang bị cho du kích xã được, du kích xã rút lên huyện mình cũng trang bị được hết rồi xong thì lúc đó tôi đem về hết rồi. Bây giờ trang bị mình á, coi như mình được 3 đại đội đó. Địa phương quân mình được tới 3 đại đội luôn. Coi như mình trang bị đủ. Coi như huyện đội trưởng, huyện đội phó, rồi chính trị viên huyện đội mình có cái ban chỉ huy rất đầy đủ. Xong hết trơn rồi, trang bị đồ huấn luyện hết trơn. Lên chỗ cái nhà Kinh Một đó, lên vô trong đó chừng khoảng 2 cây số là mình tập trung lực lượng đó. Coi như mình huấn luyện, rồi tập huấn cho anh em thông thạo để mình chuẩn bị tiếp thu, mượn luôn 3 cái H-12, cái đó nha, bắn vô rồi đó, bắn vô chi khu rồi nó cháy chi khu luôn, tụi nó sợ lắm, nó H-12 là nó sợ lắm, nhưng mà cái đó nhân quân khu á, họ để là một bộ phận, họ cho một tổ pháo tiếp cô, pháo tóc, công nghiệp cái mũi đó là hy sinh một cầu đó, thì ở trên đầu kinh 1, mình đặt cái khẩu pháo đó, nói 25 tôi gọi nó. Bây giờ nên làm giao xuống chúng tôi đi. Cái nói tôi hẹn sáng ngày 1 gặp. Hẹn, lúc đó chạy hẹn sáng ngày 1 rồi. Mà mình không có tấn công gì nữa, mình đã chuẩn bị hết rồi. Mà nếu nó cương quyết thì sáng ngày 1 mình bắn luôn. Nó đem lên hồi đó ở Vĩnh Thuận chỉ có Lầu Hoàng Hưng á, là cao nhất. Nó chuyển lên đó, các đồng chí biết không, mấy chục thùng bộ đạn. Tính mình bao dây cái này nó chảy liền luôn. Bộ đội mình chết thôi. Thì cái mình phát hiện được. Nói 25 thì tôi gọi nó, tôi nói chuyện với nó. Tôi là mặt trận giải phóng huyện Vĩnh Thuận. Nói với đại quý bé nè, tại sao đại quý hứa với tôi mà không giữ lời. Bây giờ hứa với tôi ngày sáng ngày 1 bằng giao. Đại quý cho chuyển lựu đạn trên đầu Hưng để làm gì? Vậy là đại quý không có thiện chiến với chúng tôi rồi. Nó nói để nó kiểm tra lại. Tôi nói bây giờ đại quý kiểm tra, còn nếu không kiểm tra là tôi phải thực hiện theo quyết định của mặt trận giải phóng của tỉnh Rạch Giá. Đại quý mà tất lời hứa với chúng tôi đó, chúng tôi phải dùng là vũ khí cực mạnh. Thì nói vậy là đại quý biết rồi, tôi sẽ bắn cho cái lực lượng mà địa phương quân chúng tôi đó bắn H-12 vô. Bây giờ mà đại quý không tin, đại quý kiểm tra đi, tôi cho bắn ngay chi khu Vĩnh Thuận. Nó nói dạ. Nói thôi, bây giờ mặt trận cứ đúng 6 giờ ra tại ngang bệnh viện đó, là chúng tôi sẽ bàn giao, đúng không? 7 giờ tối ngày 30 tháng 4 năm 1975, lực lượng ta xuất quân theo kế hoạch. Mũi thứ nhất, từ Kinh Một tấn công vào chi khu do đồng chí Trường Giang, huyện ủy viên, huyện đội trưởng chỉ huy. Mũi thứ hai,
từ cạnh đền tấn công ra chi khu do đồng chí Huỳnh Hoàng Diệu, huyện ủy viên, huyện đội phó chỉ huy. Mũi thứ ba từ đường sân tấn công vào chợ Vĩnh Thuận do đồng chí Ba Hành, thường vụ huyện ủy, chính trị viên huyện đội chỉ huy. Trong thời gian này, lực lượng của ta ở các xã đã nhất tề nổi dậy tấn công vào đồn của địch. 7 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, tên Đại Quý Bé, quận phó phụ trách an ninh và một sĩ quan gặp ban chỉ huy của huyện chính thức xin đầu hàng vô điều kiện. Từ giờ phút này, Vĩnh Thuận hoàn toàn giải phóng.